đẹp phải đẹp cả đôi chứ, nét đẹp trai mà để mụn mụn. Em nhắc đau là chị sẽ làm từ từ cho ha, để cho mình thoải mái hơn nha. Mụn rất là sâu nha. Em trai tên gì em? Em bên Kiệt. Kiệt hả? Kiệt ở khúc nào? Em có bạn ấy đi nha, ngay chỗ Thủy Anh. Ủa? Nghe nghe giọng em là giọng miền Bắc mà đúng không? Dạ đúng rồi. Em ở ngay khúc nào miền Bắc? Em Hải Phòng vậy. Để em vô đây đi làm hả? Hay là nhà em ở trong đây? Dạ đúng rồi, nghe em ở trong đây. Nhớ vẫn còn nghe giọng Bắc luôn á. Không, nhưng mà giọng của em nhẹ lắm, nghe giọng của em như giọng Hà Nội vậy đó Kiệt. Mụn của Kiệt siêu sâu luôn á. Nhát đau chị Dung đi từ từ cho. Nó lần mụn này không có tê giống đi xăm. Nó lâu lành ha, với lại mụn của em thật chất đơn giản lắm, chịu khó lấy kỹ là đẹp mà. Xăm chưa? Xăm chưa mà nó không có tê như xăm. Như rồi. Rồi. Xăm rồi mà cái này sợ gì trời. Không có xăm cả người được là mụn hơi sợ lắm. Đó lý do tại sao mà mụn nhiều vậy đúng không? Mụn hiện tại của em là mụn ẩn. Mụn ẩn nhiều. Nhưng mà trước em cũng đi trị mấy chỗ mà cứ trị hết rồi dứt điểm rồi. Bôi thuốc thì nó không bị ngưng thuốc nữa lên. À, rồi. Chán không em không trà đi nữa. Rồi đừng chán, để chị Dung hướng dẫn cho ha. Tại vì cái cơ bản của mụn em á là mụn ẩn thôi. Dạ. Cái mụn này á, thì nó xấu nhiều thì nó không có xấu nhiều, nhưng mà nó sẽ sẹo. Dạ. Và cái cơ bản nhất là em chỉ cần vệ sinh kỹ là da em đỡ mụn lắm. Nên là mình không có bị nản trong cái khâu mà trị mụn. Tái lại một phần là do nói chung là mình con trai mà đôi khi là mình lại không kỹ lúc rửa mặt á. Yeah. Em có dùng sữa rửa mặt không Kiệt? Dạ yeah, có, nhưng mà à, em rửa được mấy lần? Em dùng buổi tối thôi, nếu đi dài em được buổi tối. Với lại em sinh hoạt nó cũng nhiều cái nó lên mụn. Sinh hoạt? Uống rượu bia? Không, rượu bia thì không uống. Có hút thuốc, ngồi thức đêm. Không, cái ăn mấy mì gói nóng nhiều. À, nhưng cấu trúc mụn em là hoàn toàn là nhờn em à. Mụn em nó có sẵn nó mới nóng á. Em à, hôm nay á, chị làm cho da của em hết mụn sạch ha. Sạch mụn. Sau đó em chỉ cần chú ý cái khâu vệ sinh da thôi. Là da em mới đẹp ha. Mụn nhiều nhưng mà được cái là mụn già hết rồi, nên là nhanh lắm.
ok không chị, có đau lắm không em? Khó chứ. Háng xíu à, chị làm cho kỹ, hết mụn được luôn á. Mà đau quá, cứ nói chị. Chị nó nương đau mà nó sợ. Không cần thiết phải sợ đâu. Mụn này lấy nhanh mà, có gì đâu mà phải tâm lý trời. Không có, tại vì nếu nó đau luôn thì còn đỡ, đẩy nó nhói xong nữa hơn. May là em là con trai với là con gái đi đẻ hay sao trời. Chịu không nổi luôn. Vậy đây là lý do lười đi lấy mụn đúng không? Chứ hồi xưa cũng đã từng hết mụn rồi. Nhớ rồi. Nghe lười với lại em đi làm không có thời gian nữa. Kiệt làm gì em? À, làm nghề khó nói, nghe là biết rồi. Chị cũng có nhiều khách làm nghề khó nói lắm nên chị hiểu. Những người Bắc như tụi em mà chị vô đây thì cũng vậy. Em tại vì chị cũng làm nhiều cho mấy cái bạn trẻ trẻ nhỏ nhỏ dân bản địa, thường ba phần là làm mấy cái này nhiều. Người yêu của lính cũng nhiều. Mà da này dư sức chị Dung làm láng, mình cứ chịu khó tí xíu nha. Dạ. Dạ. Hôm nay là người yêu bắt đi hả? Mấy cái vùng gần miệng để bữa sau được không chị? À mấy vùng gần miệng nó nhẹ lắm em. Nhẹ hơn cái hai mang tay nhiều. Đừng con nó đau hả? Cứ thả lỏng. Tại chủ đích đi lấy mụn là cái mặt tiền nó phải đẹp trước. Ông kêu đi né cái mặt tiền. Trời ơi chịu nổi không? Không sao để chị có thời gian. Chị thả lỏng cho em được. Cứ thoải mái. Em càng tâm lý em càng đau. Nhưng mà cái này á, lấy da em là nó nhẹ lắm luôn á. Tại mụn em nó siêu da nè. Nó già lắm luôn rồi, nó kịp. Người yêu không rủ đi thì có ý tưởng đi nặng mụn cho đẹp ăn Tết không vậy? Không luôn. Chồng em đi làm tối buổi.